Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Hoàng Hiền. Thì giới thiệu cho các bạn một chút. Thì Hoàng Hiền là một người con của Thái Nguyên. Hoàng Hiền sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất Thái Nguyên. Và nghề nghiệp chính của Hoàng Hiền hiện nay thì là một giáo viên. Thì như cái tiêu đề video ấy, thì Hoàng Hiền là một fan của anh Nguyễn Tất Thắng. Hoàng Hiền thì theo dõi kênh của anh Nguyễn Tất Thắng ngay từ những ngày đầu, khi mà anh Nguyễn Tất Thắng mới lập kênh YouTube để đi giúp đỡ, làm cầu nối, giúp đỡ những cái bà con có cái hoàn cảnh khó khăn ở trên cái mảnh đất Hà Giang, địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, để có được những cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Với Hoàng Hiền rất là yêu mến và ngưỡng mộ anh Nguyễn Tất Thắng. Thì ở Thái Nguyên ấy, nơi mà Hoàng Hiền sinh sống ấy, thì cũng có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đấy, cũng có rất là nhiều những cái bản của người đồng bào dân tộc Hơ Mông, bản của người đồng bào dân tộc Tày, dân tộc Dao đấy, và rất nhiều dân tộc khác đấy, cũng có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn và rất là cần cái sự giúp đỡ. Đấy, chính bởi vậy mà nó đã thôi thúc Hoàng Hiền đấy, lập một kênh YouTube để đi giúp đỡ, làm cầu nối đấy, giúp đỡ những cái bà con có cái hoàn cảnh khó khăn ở trên quê hương của mình. Thì qua video ở đây thì Hoàng Hiền cũng xin được gửi tới anh Nguyễn Tất Thắng đấy. Và bây giờ thì nhóm anh Tất Thắng thì có anh Phiêng Phiêng và anh Ước đấy. Xin được gửi tới các anh lời kính chúc sức khỏe, chúc các anh có thật nhiều sức khỏe để có thể là giúp đỡ thật nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh của những cái bà con khó khăn ở trên cái mảnh đất Hà Giang, địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Và qua video thì cũng cho Hoàng Hiền xin được gửi tới tất cả các quý vị khán giả cũng như là các mạnh thường quân đang theo dõi ở trên kênh của anh Nguyễn Tất Thắng đấy, anh Ước, anh Phiêng Phiêng cũng như là Hoàng Hiền lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc cho tất cả các quý vị khán giả cũng như là các mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn là bình an, và sẽ luôn luôn là theo dõi và đồng hành cùng tem của anh Nguyễn Tất Thắng cũng như là Hoàng Hiền và những người mà làm YouTube về cái chủ đề thiện nguyện để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên khắp đất nước của đất nước chúng ta đấy, để có được thật nhiều hơn nữa những cái hoàn cảnh những cái bà con khó khăn ở trên đất nước chúng ta được giúp đỡ. Thực sự là trên cái dải đất hình chữ S của đất nước chúng ta thì vẫn còn rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn đấy, cần được giúp đỡ. Và hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại cái thôn Khuẩy Mèo đấy, thuộc xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai của tỉnh Thái Nguyên. Thì thôn Khuẩy Mèo này là một cái thôn của người đồng bào dân tộc Hơ Mông sống ở đây đấy, chủ yếu là người Mông họ sống ở đây thôi. Và cuộc sống cũng rất là khó khăn. Và vẫn có những cái ngôi nhà, các bạn quan sát nhé đấy, ngôi nhà của bà con thì họ làm rất là cao như vậy, họ sống ở mãi trên đỉnh núi như kia đấy, rất là cao như thế. Ở bên này nữa này đấy, rất là cao. Về cái vị trí địa lý ấy, thì cái thôn Khuẩy Mèo này thì nó giáp với lại cái khu vực địa phận của tỉnh Bắc Cạn các bạn nhé, giáp với khu vực địa phận của Bắc Cạn. Từ trung tâm thành phố Thái Nguyên mà lên trên Khuẩy Mèo này ấy, thì nó vào khoảng là 80-90 km các bạn, rất là xa như vậy, xa lắm. Còn từ nhà Hoàng Hiền đến đây thì nó phải khoảng là 100 km các bạn, 100 km từ nhà Hoàng Hiền lên trên Khuẩy Mèo này, rất là xa. Đấy, Hoàng Hiền đi mất mấy tiếng lên đây cơ. Đấy, mà đường đi thì nó khá là dốc và nó dốc lắm. Đấy, thì bây giờ thì Hoàng Hiền đang cùng anh Mía để vào thăm một cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn ở trong này. Đó là một bà cũng già rồi đấy, và bà ấy nuôi cùng với hai người con bị khuyết tật trong này. Có đến chưa anh ơi? Chưa đến à? À. Bà ấy đã nhiều tuổi chưa anh? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Rồi 80 rồi.
Thế hai cái người con mà khuyết tật của bà ấy thì nó lớn chưa? Lớn rồi mà. Lớn rồi à? Gần 40 rồi. Gần 40 rồi cả. Thế còn người thứ hai? Gần 30 rồi. Gần 30. À. Thế là có ba mẹ con sống rồi thôi. Thế là ông thì mất rồi anh? Ông ấy mất lâu rồi. À. Đấy. Nhà bà con đấy các bạn ạ. Nên đây là không có sóng các bạn ạ. Hoàng Hiền dùng villa là không có sóng. Bác nào mà bây giờ gọi cho Hoàng Hiền chắc là không gọi được. Ui, mãi sâu luôn này. Ở đây cũng chỉ trồng ngô anh nhỉ? Đường ngô các bạn. Đường ngô à. Như cái vùng này nó dốc anh nhỉ? Dốc không cấy được. Làm đường ngô thôi. Vâng. Nhà anh trồng có được nhiều không? 4-5 cân thôi. 4-5 cân à? À. Đây ở nhà đây à? À. Đấy các bạn ạ. Một mình tách biệt ở trong này luôn anh nhỉ? Này tối hào hút lắm nhỉ. Vâng. Xung quanh cũng nương ngô. Làm nương ngô. Được lên. Đây cũng trồng ở những cây chuối. À. Bà ấy đúng không? Con chào bà nhá. Xung quanh. Bà có nói được tiếng phổ thông không anh? Không. Hai anh này nói được không? Dạ. Hai anh này có nói được không? Anh này là nói bao nhiêu tuổi anh? Gần 40 rồi hả? Gần 40 tuổi rồi à? Vợ con thì chưa? Chưa. Chưa vợ con gì à? Anh ấy có nói được tiếng phổ thông không anh? Không, nó không biết. Sipo à? Thế là trước anh này có đi học không? Không, nó... Ngày xưa nó không đi. Không đi à? À. Ở nhà. Chân anh đi khệnh khạng nhỉ? Ừ. Thế là anh bị như thế đâu chứ anh? Từ ngày xưa rồi. Từ bé sinh ra như thế rồi. À. Đây bà tên là gì nhỉ? Vương Thị Dê. Hả? Vương Thị Dê. Bà Vương Thị Dê à? Anh hỏi em bà năm nay bao nhiêu tuổi? Bà thì bố của em thì là gần 80. Ờ. Đây là chắc là gần 80 đấy. Gần 80 à? Vâng. À. Bố là con cảng. Đây là cô là đứa em của bố. À, của nhà anh cái gì? Vâng. À. Thế bà cũng không nói được tiếng phổ thông rồi, đúng không? Không. À. Thế bây giờ bà sống ở đây mấy người anh? Ba người. Một... Thế là có ba người. Vâng. Một người là đi lang thang rồi. Đấy, nhưng mà anh kia là bao nhiêu tuổi rồi anh? Cái người đi rồi. Gần 30. Gần 30 á? Nhưng mà nó không biết nói đâu. Cũng không biết nói à? Nói không được. Không biết nói á? Vâng. Như kiểu câm luôn á? Ừ. Từ bé là thế rồi anh? Từ bé. À. Thế là con hàng ngày thì con làm ăn được gì không? Không, nó ở nhà nó làm việc nhằn nhằn thôi. À, cũng là làm nhằn nhằn thôi đúng không? Vâng. À. Con này, con chơi dưới, qua này, hấp đồ ào, ta vừa chơi lò tầng. Còn này, cho này mọi giờ tivi nè. Giờ tivi đâu? Tivi nè. Trong nhà có điện không? Điện có. Nhà có điện à? Đó, thử vào nhà nè. Anh bảo anh bật điện em xem. Bật điện chỉ tanh thế nè.
tao đi nó có một mà bao nhiêu à? Nhà các bạn. Bố đi nó có. Tao đi chỗ ấy. Bố đi nó tao đi nó có một ấy. Đấy, cũng trồng cũng có ngô nhỉ? Đây thì là ăn ngô hay ăn gạo anh? Ăn ngô thôi. Ăn ngô thôi à? Qua nhà mình chỉ ăn ngô thôi. À. Nó nghiền rồi nó để làm mềm mén nó ăn. À. Nghiền làm mềm mén. Đây củi nhỉ? Cái này, chỗ này sẵn củi nhỉ? Đây là cái nồi gì này? Thôi, nó đun về tắm thôi. Ăn đun tắm á? À. Chứ anh hỏi bạn mà ăn cơm chưa? Làm món ăn à? Không chưa. Chưa ăn cơm á? Chưa ăn cơm đi, chị tao nó mỏi hay tao. Anh bảo gì? Nó bảo là chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm á? Thế anh hỏi là đã nấu cơm chưa? Ủa mọ tao nè. Tao món nồi nè. Chưa nấu cơm rồi á? Vâng. Gần 12 giờ rồi vẫn chưa nấu á? Nhiều con dài cười rồi. Vừa bẻ ngô về á? Thế là trong ngôi nhà này có ba mẹ con sống ở đây. À. Anh này, anh hỏi anh tên là gì? Lý Văn Mậu. Lý Văn gì? Lý Văn Mậu. Mậu à? Mậu à? Mậu à? Mậu. Mậu. Mậu à? Lý Văn Mậu. Lý Văn Mậu à? À, Lý Văn Mậu. Thế còn người em của anh là tên là gì? Lý Văn Khải. Lý Văn Khải à? Khải. Khải à? Ừ. Lý Văn Khải. À. Khải nhà Khải Tỏ này. Ba mẹ con sống ở đây. Cái này khá to này. Đây giường đây, giường ngủ đây. Đấy, giường những cái giường này thôi bạn. Bà con thì người Mông thì nấu ở trong nhà cho nên là những cái bụi hóng nó sẽ bám đây. Bạn nhìn cái màn nó bị đen như này. Anh hỏi bà xem người con đi đâu rồi. Tôi đi sang bên chị gái nó. Sang chị gái á? Có chị gái nữa rồi anh? Có chứ. Thế chị gái đang ở đâu? Bên Khởi Sàn. Ở đâu? Bên Khởi Sàn này. Khởi Sàn á? Vâng. À. Thế chị gái lấy chồng bên đấy à? Vâng, lấy chồng đấy. À. Thế là bà tất cả là mấy người con rồi anh? Năm. Năm người con? À. Một đứa em gái là đi lấy chồng bên bạn tên Văn Lăng. À, một đứa là lấy bạn tên Văn Lăng đấy. À. Còn một người con nữa thì lấy vợ ở đâu? Một người con thì anh trai nó nhà đấy. À, cái nhà mà lấy em ở ngoài đấy gì? Vâng. À. Một người nữa là lấy vợ ở ngoài đấy. Vâng. Còn bây giờ là còn bà với lại hai người con thì sống ở đây. Ba người. Còn một người đi chơi bên nhà chị. Ờ. À. Tất cả là ba người. Ba người. Ừ. Thế là người con gái thì là bình thường đúng không? Ừ. Hai. Người ba con người bình thường. Ờ. À. Còn hai người đó, nó đi cái tật. Khai của nó. Ừ. Thế là nhà bà là được tất cả là 5 người con này. Vâng. Hai người con gái. Hai con gái. Ba con trai. Ba con trai. À. Thế là có hai người con gái thì là bình thường. Vâng. Thì đến lấy chồng rồi. Vâng. Còn anh trai thì nó bình thường. Ờ, còn một người anh thì lấy cũng bình thường lấy vợ ngoài này. Vâng. Còn lại anh này với lại một người em gần 30 kia nữa đúng không? Vâng. Là cũng bị khuyết tật đúng không? Là cũng không lấy vợ. Không. À. Nó bị thế làm gì có ai lấy. Thế là chả đi học đi đâu nhỉ? Vâng, từ bé là ở nhà thôi nhỉ? Ở nhà. Ừ. Ở nhà. Anh hỏi bà là ông mất đâu chưa? Ông nó mất như là được 6-7 năm rồi đấy. 6-7 năm rồi? Vâng. Ừ. Vì sao bé nghe từ một cuộc sống. Thế là bây giờ ba mẹ con nó sống hết rồi. Vâng. Hàng ngày là làm lương ngô. Lương ngô. Ừ. Xong như là ăn mèn mén. Vâng. Không có gạo ăn đâu nhỉ? Gạo thì lúc được tiền thì cái nước nó trở thì à. Lấy. Ừ. Thế anh hỏi bà có nhắn được nhà nước hỗ trợ bao nhiêu tiền một tháng? Con gái tới lấy chào. Ít rồi. Mỗi một tháng là một người được 400. Mỗi người được 400 một tháng. Thế là ba người thì là chỉ được hai người thôi. Chỉ được bà mới lại không, hai con trai lại bà nữa không được. Mỗi một
À, hai có trai... chỉ có bà là thôi. Còn hai người con là không được. Hai người con là được, bà nó không được. Bà không được. Còn hai người con thì được. À, thế là hai người con thì được 800 đúng không? Vâng. Mỗi người 400 hoặc 800. Bà năm nay hơn 80 hay là gần 80? Gần 80. Gần 80. Ông là ông Hoàng gì không? Thế nên là hàng ngày anh nhỏ hỏi cho bà ngủ giường nào? Bà ngủ đâu? Khắp với tên nào? Cũng nghĩa là cô lô tội nào đó. Bà ngủ trong đấy à? Vâng. Thế còn hai người ở ngủ đây à? Vâng. Đi tụ cơ, tụ cung là tụ cơ. Ừ. Mấy một người là một giường này, một người giường này. Những giường này toàn ngô rồi. Ngô thì tối là cho lên trên gác. Tối cho lên gác à? Ừ. Chứ để đây tối nằm chả nhậm à? Cô giờ cho cô lô hò lúc nhỏ này. Cho lên gác. À. Nó từ to mà. Anh nhìn chân anh ấy bị bại anh nhỉ? Vâng. Không nói được tiếng phổ thông. Không, không biết. Ừ. Thế này thì lấy nước ở đâu vậy anh? Nước á? Ừ. Nước thì mới... Cứ trên kia. Vâng, dưới này. Xách ở dưới cái suối anh em đi qua đấy à? Ừ. Xách đấy. Ừ. À, thế hàng ngày xách đấy á? Vâng. Thế tắm tao có thứ xuống đấy tắm luôn đấy nhỉ? Tắm à? Thì cũng lấy về đây. Nhờ. Lấy về chỗ này á? Vâng. À. Xách về mới tắm. Con anh hỏi bà có nuôi được con vật gì không? Ừ, chị hả nào? Cái nào lòng? Cô, cho lòng coi. Không, không có châu bò này đúng không? Chị mua chị này, dù cái không? À. Anh này là anh, tiếng mông này nói được ấy nhỉ? Tiếng mông nói được nhưng mà cái thằng đi sang bên nhà chị ấy thì nó không nói được. Thằng ấy là câm luôn à? Vâng. À, một người bị câm. Vâng. Có bị điếc không? Nó vẫn nghe được. Không nói được. Không nói được. Ừ. Đây là điện quốc gia vào đây rồi đúng không? Vâng. Điện quốc gia. Ừ. Đây có điện rồi. Đây được cái sẵn củi nhỉ? Vâng. Ừ. Giường này đóng tre xuống nhỉ? Vâng. Đóng tre, cái bên kia cũng thế kìa. Cái bên kia vẫn thế. Ừ. Này mùa đông lạnh đấy nhỉ? Lạnh chứ. Ừ. Mùa đông lạnh. Cái con khuẩy tấu này. Khuẩy tấu người đồng bào dân tộc Hơ Mông. Đây là canh đấy à? Đây là canh thanh. Cái anh hỏi anh này là muốn lấy vợ không? Nó thích nhưng mà làm gì? Anh hỏi này. Nó hỏi rồi, nó cũng thích lấy rồi nhưng mà nó. À. Cũng thích lấy gì? À. Bảo anh bây giờ giới thiệu cho một người anh không lấy không? Giới thiệu. Ừ, anh bảo đi. Cậu của Yếu Phân Hẹn nè. Yếu Phân Hẹn không lấy ô. Yếu Phân Hẹn chính mà Phân Hẹn vô này hay chả? Nó bảo là nó thích lấy nhưng mà không có người lấy. À, thích lấy nhưng mà không người lấy. Ừ. Đấy, bà. Thế là hàng ngày cũng chỉ nằm nước ngô thôi. Vâng. Ừ. Quanh nhà. Đây là bà ấy mà ngồi làm gì? Đây, ngồi với con gà nhấp nhấp đây. Bên này là chuồng gì không biết? Ra ngoài này nó ngộ tạm á. Thế là nằm chỗ này ngủ ngoài nữa. Vâng. Ừ. Không màn lắm này. Mì nó lo. Ngủ đây anh. Mình ngủ chắp ư? À. Anh bảo gì? Chắp cơ là nó bảo là cái chỗ chỗ ngủ à? Chỗ ngủ đây. Vâng. À.
Trong nhà nóng quá thì anh làm ở chỗ này cũng... Trong nhà nóng quá. Nóng quá. À. Hỏi anh hỏi là tối có ngủ đêm. Không? Ngủ. Phục quê hơn nè, chẳng đâu phục quê nè. Ngủ cả tối à? Vâng. Trong đó có phục quê hơn nè, tôi là nà nó có cái tôi mà phục to lại không? Đây thì không có quạt đâu nhỉ? Quạt. Có quạt không? Không có. Lúc nào mà nắng thì là cũng nóng đấy nhỉ? Vâng, không có tiền mua nóng. Đâu anh hỏi là bao nhiêu lâu chưa cắt tóc? Đây hôm đây là chỉ tiếp là họ nè. Đây là tiếp là hôm đây nọ. Lì lấy à? Lì ở. Thắng rồi. Mái tóc như đan trường ấy nhỉ? Như nghệ sĩ đan trường. Anh hỏi là bây giờ em đưa đi lấy vợ có đi không? Anh hỏi. Nó thánh đế nhưng mà. Hỏi. Cho các một phải, cho các một yếu bên này các vợ vô nè. Cho yếu bên này có gì vô có làm. Nó bảo đưa thì nó lấy. À, đưa lấy rồi. Cái nó để nó có gì tao mong bên này tao vô bên này thế nào. Nó khó khăn. À. Có gì tao mong bên này qua. Có gì tao sẽ vô bên này cho của mình vô bên này tao đó. Thích đấy đúng không? Thích rồi. Anh hỏi là bây giờ mấy người có đánh vợ không? Vô là văn tập văn nhẹ nè. Cô trình tập văn nhẹ nè. Không đánh. Không đánh đâu. Không đánh đâu à? Ai nói không đánh đâu rồi nhỉ? Thế bây giờ anh là người Mông đúng không? Bây giờ lấy người Kinh có được không? Anh hỏi. Vô gì có vợ cạn à? Vô con này gì luôn? Cô vợ cạn nào? Ông nói chỉ có thả lưỡi nào? Chị có thảo lưỡi á, chị vô ở đây à. Chị có đẹp phong vào đây à. Chị có thảo lưỡi á. Anh bảo là. Nó bảo là nó thích, mà nó lấy về nó không biết nói tiếng phổ thông á. Có ai thích đấy, lấy, nhưng mà nếu mà lấy người Kinh thì không biết tiếng của người Kinh. Vâng. Nói chuyện khó đúng không? Vâng. Nhưng mà con lấy không? Lấy đấy. Lấy à? Còn người Mông mà lấy luôn đấy đúng không? Đấy, người Mông lấy nha. Khó thì lấy. Anh hỏi Viền con lấy vợ hơn tuổi không? Có phải giúp con này cho lắc con nè. Vua mà. Vua. Cô vua cho lúa của nó lo. Tao xong là cô vua của con này lo nè. Hơn tuổi không lấy à? Nó cũng lấy hết. Lấy hết à? Rất là thích lấy vợ đúng không? Nó thích đi vợ đấy. Nó thích rồi đấy. Người Mông người lấy vợ thì có phải lấy không? Phong tục gì không? Có ăn hỏi có bê chăm không? Không, nó đi cũng đi hỏi nhưng mà nó chỉ hỏi. Lúc đi hỏi thì mang cái gì sang? Không mang. Không mang gì à? Có phải mang đó không? Không, nó đi mang một hai chai nước nên hỏi nó. Mang nước đi hỏi thôi à? Có phải mang tiền cho nhà gái không? Mang dẫn tiền đấy. Cho tiền chứ. Hỏi được là dẫn tiền. Vâng. Thế ví dụ như ở trên này thì bây giờ dẫn bao tiền đấy? Trên này đa số nếu như hỏi được thì nó lấy tiền lên tầm 4-5 triệu. 4-5 triệu thôi chứ. Vâng. Có phải mang gà không? Gà thì có thằng nó cũng mang nhưng mà có. Cái này rất mang. Chỉ mang tiền thôi. Tiền. Lúc cưới thì có cần dẫn gì nữa không? Có chứ. Lúc cưới thì nó đi đụng người đón về. Còn không có bê chát gì đâu đúng không? Vâng. Đám ma ở trên này có phong tục gì không anh? Trên này không đám ma này. Hả? Trên này nó theo đạo không đám ma nữa. Không đám ma à? Vâng. Không đám ma là như nào? Kiểu nó theo đạo là nó... Theo đạo á? Vâng. Đây là theo đạo gì anh? Đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành à? Vâng. Là không đám ma luôn? Vâng. Thế ví dụ một người mất thì là như nào? Người mất thì nó không đám ma nữa. Thì anh em giúp nhau thôi. Anh em giúp nhau để đi chôn thôi. Vâng. Còn không mời thì kèn các thứ về. Vâng, không mời đâu. Kiểu nó... theo đạo Tin Chúa là nó không làm cái lấy đấy. Thế tất cả người Mông ở trên đây nó theo hết à? Vâng.
theo đạo Tin Lành hết. À. Thế thì bình thường thì nó khi mà người mất ở đây thì là mấy ngày bắt đầu chôn anh? 1-2 ngày là nó tùy theo người. Ờ. Thích để lâu thì đến 2 ngày. Ừ, như bình thường ấy. Bình thường thì 1-2 ngày là nó. Ừ. Nhưng mà chỉ anh em mới giúp nhau thôi. Còn không làm ma. À. Ờ. Thế đám cưới thì nó cũng phải theo cái đạo Tin Lành đấy chứ, đúng không? Vâng, nó vẫn đủ tuổi thì vẫn làm lễ cái hôn. Ờ. À, thế là người Mông ở trên Khuội Mèo này theo đạo Tin Lành. Vâng. Yeah. Bà cụ. Anh chụp cho em kiểu ảnh với lại bà với anh rồi. Anh chụp cho em kiểu ảnh với lại anh bảo bà em chụp kiểu ảnh. Tá toàn lên nè. Má lòng ấy bọn nó. Má lên một bọn nó. Sao mày tá tôi? Sao lỗ ok nè. Sao dùng mà. Nè. Chá tẻ nè. Ăn đi bọn. Đẹp luôn, đó. Nhìn hết cũng cao. Khó. Đó, con gái. Nhìn. Ok. Ông ấy bà nhá. Ông này nhá. Anh hỏi cái nương này phải của nhà bà không? Nương này của bà. Nương này của bà hết à? À. À. Thế là chuyện này nhỉ? À, thế cái nương này nhà bà thì bà trồng rất là nhiều ngô. À. Trời có trả lò lò bê. Mà ta kia dọc xe lò. Hắn tu lưới dọc xe lò tàu. Nó kia lò một đoạn nó. Anh bảo gì? Em sang bên chị. À, sang Bạn Tèn đúng không? Không, sang Khuội Xa. Khuội ấy á? Khuội Xa. Khuội Xa. À. Giúp chị nó ăn gạt. Ăn gạt xúc gạt mua. Đây là người à? Cái gì đây? Đây có cây thuốc nào đấy nhỉ? Vâng. Thuốc nào? Thuốc nào có những hoa các bạn? Đấy. Cái này chắc mới quay chuồng gà nhỉ. Bà cái hoa à? Nó nhau chơi bà bỏ tôi. Rồi xong chị bỏ lạ vơ. Nhớ chị bỏ lạ vơ. Mình nhớ tạo cá tôi. Mình nhớ tạo cá tôi. Mình gì á? Chị bộ ảnh nữ nó. Đây của mình là địa chỉ nó đâu anh nhỉ? Địa chỉ đây này. Ừ. Xóm Khuội Mèo. Xóm Khuội Mèo. Khuội Mèo. Xã Sảng Mộc à? Vâng. Huyện Võ Nhai. Vâng. Tỉnh Thái Nguyên. Vâng. À. Anh hỏi bà là ngoài cái tiền mà hai người con là nhận được mỗi người 400 thì có được thêm tiền gì nữa không? Không. Anh thử hỏi lại. Hay hỏi anh nào. Ờ lo ngã cho ở tụ cho nhé là chị lo nhé chứ ha. Chị lo nào lo nè. Lo. Không được gì đâu. Cứ lo cái to như thế. Anh bảo gì? Bảo là chỉ được hai anh em nó. Hai anh em được, mỗi người 400 và 800. Cũng như chỉ lo nó như thế. Cũng như khai ra thủ lo thôi.
Có được hộ nghèo anh hỏi được hộ nghèo. Thôi là nhiều không? Thôi hộ nghèo mà. Được hộ nghèo. Vâng. À. Số này là nó là số thuộc hộ nghèo hết. Ừ. Số này hộ nghèo hết à? Thì có mấy hơn chục nhà. Ở trong này á? Hơn chục nhà là cận nghèo. Ờ. À. Nơi trên này có còn nhà nào nữa không? Cái này nó không có nào. Không có nhà. Ừ. Nhà này sâu. Sang bên này nó có. Sang bên này á? Đường đường đi đâu? Đây à? Không, đường nó đường này nó xốc là một keo này. Đường phải lên trên. Vòng vòng bên. Bộ. Cái đường từ suối 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 cái này đây. Vâng. À. Đào bê tông đấy. À. Hỏi anh chính xác là bao nhiêu tuổi? Hỏi không biết. Không biết đâu. Bà biết đâu. Sinh năm bao nhiêu biết? Cho heo ông tử gió, hiểu heo tử nào? Nhưng sao lo chỗ luôn rồi? Bà nhớ nhưng mà tầm 40. Tầm 40. Nhưng hỏi bà nhớ bà sinh năm bao nhiêu? Bà cũng không nhớ. Bà không nhớ à? Thế như này mà nấu mèn mén là phải ấy nhỉ? Phải nghiền này là về. Nghiền à? Nhưng có máy nghiền đâu? Có chứ, đi lấy đi nghiền ở ngoài này. À, mang ra ngoài cái nghiền à? À. Thế là anh hỏi là nghiền thì ai đi nghiền? Thằng này nó đi. Biết đi nghiền thì? Biết. À. Thế là ở đây không tìm được cô nào lấy vợ? Có đi được máy... có đi được xe đạp không? Không, nó chỉ ngồi được xe máy chở thì nó ngồi được nhưng mà nó không biết đi đâu. À. Xe đạp không biết đi. Không. À. Nó đi bộ còn khó hơn thế. À. Hai chân nó yếu. Chân nó bại bại đi bại. Vâng. Anh thử đi một đoạn lên cho con. Thử đi một đoạn lên cho con gà xem nào. Đi kiểu này. À. Bại bại nhỉ. Đâu à? Rồi anh quay lại. Tao cá lớn nè. Anh được cười nào. Được hay nè. Như vậy là vừa rồi thì Hoàng Hiền đã cùng các bạn vào thăm nhà bà Dê. Thế mà anh Mậu ở đây. Đấy. Thì bà năm nay cũng khoảng 80 tuổi rồi. Và anh Mậu này thì năm nay cũng khoảng 40 tuổi. Đấy, và một người em của anh này nữa thì là khoảng 30 tuổi. Thì anh này với lại người em thì là bị khuyết tật. Đấy, còn bà già rồi. Hàng tháng thì là anh Mậu này một người em nữa thì là được trợ cấp mỗi người là 400.000. Đấy. Đủ cái tiền mua mắm muối. Đấy. Và mua gạo. Nếu nào mà hết gạo thì là nhà thì ăn ngô thôi. Và hàng ngày thì là ba mẹ con thì sống ở đây và làm nương ngô ở đây. Đấy, nương về sau của nhà bà ở đây. Đấy, sống ở đây thôi. Ông thì là mất rồi. Và vật nuôi trong nhà thì là chỉ có nuôi gà thôi. Còn không có lợn gà, châu bò gì hết. Đấy. Hàng ngày chỉ là đi lấy nước ở dưới suối chứ này. Đấy, nếu mà hoặc đi qua đấy. Lấy nước ở dưới đấy. Củi ở đây lấy củi dễ nhỉ? Vâng. Lấy củi sẵn. Lấy đây nó gần. Ừ. Rồi, khi bây giờ anh em mình cũng xin phép. Vâng. Ra. Vâng. Dạ. Anh chào bạn. Thứ mổ đó. Con xin phép con về xong hôm nào con quay lại nhé. Hôm nào con vào chơi xong. Bạn tốt luôn này. Anh bảo đi. Hôm nào em quay lại chơi xong. Ừ. Bảo bà chưa? Bảo. À. Chứ mông về là mù chê đúng không? Vâng, mù chê. Mù chê à? Mù chê bư. Ờ, mù chê à? À. À, con chào bà nhá. À. À, chào anh nhá. Thầy mà. Chào đấy. Chào ông. Chào nhá, chào nhá. Vâng. À. Con chào bà. Chào anh nhá. Nói tài đây. Nói tài. Bà nương ngô nhiều nhỉ? Vâng. Ngô đây nhiều đấy. Nó không phải cân. Nó có ba mẹ con là cứ nó làm thôi. Vâng.
À. Đấy anh ra. Và bây giờ thì Hoàng Hiền cũng sẽ kết thúc cái video này ở đây. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo của Hoàng Hiền. Các bạn đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh và nhấp vào YouTube bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất từ các cái video của Hoàng Hiền các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.